có 3 bạn. Tuy nhiên là các bạn chỉ nộp 53 bài, tức là các bạn thiếu thiếu 10 bài. Thì 10 bạn này cô không biết là lý do tại sao lại không nộp bài. Thì cô nhắc là ở đây cũng là cái buổi đầu tiên mà mặc dù chúng ta đã chuyển sang loại bài tập thứ hai rồi, nhưng mà như cô nói đấy, cái phần này là quan trọng ở trong cái phần khuếch đại tín hiệu xoay chiều, nên là cô hy vọng là từ những cái bài sau các bạn nộp bài đầy đủ hơn. Tức là 10 cái bạn mà nộp thiếu bài đấy thì các bạn cần phải nộp bài đầy đủ hơn. Vì các bạn biết là cô các bạn nộp bài cô mới theo dõi được cái tiến độ học tập của các bạn cũng như là cái mặt bằng chung của cả lớp, để đến lúc mà cô ra đề đấy thì nó phù hợp hơn với cái trình độ của mỗi lớp. Cái thứ hai là về cái nội dung mà bài tập. Đây, từ hôm vừa rồi cô ra cho hai bài tập, cô ra ba hai tập thì sau khi thông qua chấm bài ấy, hôm nay có một bạn trong có một có hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp thứ nhất là các bạn ấy gửi, có bạn gì cô cũng không nhớ tên, nhưng mà cô có phản hồi lại trong bài của bạn rồi là bạn có gửi bài cho cô nhưng mà cô không đọc được file của bạn. Có thể là cái cuộc của cô là cuộc 2010 mà bạn dùng 2016 hay là 2018 gì đấy, thì cô file của cô không đọc được, nên bạn có thể chụp lại cái hình đó và gửi qua cho cô nhé. Trường hợp đặc biệt thứ hai là bạn có một bạn bạn mới đọc bài, bạn mới đọc bài sau khi cô chấm thôi, tức là bạn mới đọc bài chiều nay, thì theo hạn của chúng ta là chúng ta hết hạn vào chiều ngày 10, chiều à, trưa ngày hôm qua, tức là 11 giờ trưa qua, nên là cái bài đó cũng không được công nhận. Vì vậy cô cũng nhắc cả lớp là hôm sau các bạn nộp bài cho trước thời hạn quy định nhé. Đúng đến đúng thời hạn quy định là cái hệ thống e-learning của cô nó không chấp nhận bài của các bạn nữa. Đấy là hai trường hợp đặc biệt. Rồi, còn tất cả các trường hợp chung này thì cô nói chúng ta sẽ có những cái giải điểm như sau. Giải thứ nhất là giải điểm 9-10. 9-10. Đó là những bạn mà làm đúng tất cả các cả hai bài, bài tập 1 và bài tập 2. Và đúng này là ngoài cái đúng là những cái gì? Đây là cô chỉ nói cô chỉ chấm bài này. Cái thứ nhất là đúng sơ đồ tương đương. Cái thứ hai là đúng các công thức tính trở kháng vào, trở kháng ra. Cái thứ ba là khi mà tính hệ số khuếch đại điện áp thì các bạn có diện giải ra, tức là bạn có thể tính ra u vào bằng bao nhiêu này, u ra bằng bao nhiêu này, sau đó bạn lập tỷ số KU bằng u ra trên u vào, thì lúc này bạn mới tính được KU. Còn những bạn mà cũng làm đúng đúng sơ đồ tương đương, đúng các công thức z vào z ra, nhưng mà các bạn lại chỉ khi mà tính KU ấy, thì các bạn thay luôn công thức vào. Ví dụ KU bằng trừ HFE nhân với GBE chia cho GB cộng GBE, thì các bạn viết luôn công thức vào mà bạn không diễn giải u ra trên u vào, thì những bạn đó nằm trong khoảng điểm từ 8 đến 8,5 điểm. Ok, điểm 7 là những bạn nào? Điểm 7 là những bạn mà chỉ làm đúng một bài, đúng bài 2, còn bài 1 là các bạn sai. Hầu hết là bài 2 các bạn làm đúng, những cái bạn điểm giải 7 điểm đấy, 7 điểm đến 7 điểm rưỡi đấy, là những bạn mà làm đúng bài 2 và làm sai bài 1. Tại sao làm đúng một bài mà cô lại cho điểm như vậy? Tại vì là phần này chúng ta đang là phần tính toán mạch khuếch đại, hai bài này nó như nhau mà các bạn làm đúng một bài rồi thì cô vẫn tính là cái điểm của bạn là nằm trong khoảng 7 đến 7,5 điểm. Vậy những bạn làm đúng hầu hết là như cô nói đây, hầu hết là các bạn vẽ được sơ đồ tương đương và tính được bài tập 2. Vậy bài tập 1 này có hai trường hợp các bạn sai như sau. Trường hợp thứ nhất, cô cũng đây là những bạn đang thang 7 đến 7 điểm nhé. Có những bạn 6 điểm rưỡi là cũng nằm trong cái thang đó đấy, tức là từ 6 điểm rưỡi đến 7 điểm rưỡi. Giờ 6 điểm rưỡi thấp hơn cái thang 7 điểm một chút là do các bạn viết xấu quá. Cô dịch mãi, các bạn biết là cô phải gì nhìn trên máy tính này, nên là dịch mãi mới được. Cô đang nói về cái những bạn được thang từ 6 điểm rưỡi đến 7 điểm rưỡi là các bạn sai bài 1. Các bạn sai bài 1 ở chỗ nào? Đề bài nó yêu cầu là các bạn xác định tham số xoay chiều của mạch. Đây, tham số xoay chiều của mạch này. Tham số xoay chiều của mạch tức là xác định các giá trị Z vào, Z ra, KU và KI. Tức là xác định các giá trị này. Trở kháng vào, trở kháng ra, giá trị khuếch đại điện áp và giá trị khuếch đại dòng điện. Đúng nhỉ? Tham số xoay chiều mà. Tuy nhiên có rất nhiều bạn, các bạn lại viết cái tính toán cái tham số một chiều, tức là các bạn viết phương trình mạch vào này, rồi các bạn viết chương trình mạch ra này. Và cô nhớ cụ thể là lấy là bài mà bài bạn Hào, nguyên một bài một là bạn viết phương trình mạch vào và một số bạn nữa,
Thế Hảo ấy, và một số bạn nữa là bạn viết phương trình mạch vào, viết phương trình mạch ra, rồi bạn tính giá trị của IB, IC, UCE ở chế độ một chiều. Đấy là các bạn làm lạc đề, đúng nhỉ? Chúng ta đang bài này chúng ta không hỏi tính toán các tham số một chiều, mà chúng ta chỉ hỏi yêu cầu tính toán các tham số xoay chiều mà thôi, tức là tính toán bốn giá trị này mà thôi. Ok chưa? Trường hợp thứ hai, đấy là trường hợp sai đầu tiên nhé. Nhóm sai thứ hai là nhóm các bạn cũng biết cách xác định các tham số xoay chiều. Tuy nhiên các bạn không để ý đến sự xuất hiện của điện trở RE ở đây. Các bạn vẫn tính là ví dụ như là trở kháng vào này, vét vào của các bạn này. Vét vào của các bạn thì các bạn lại tính là bằng GB này. GB nhân song song với GBE. GBE đúng nhỉ? Mà bạn không để ý đến sự xuất hiện của GE ở đây. Nếu có GE ở đây thì cái tham số công thức của Z vào là thay đổi. Mà Z vào đã thay đổi thì hệ số đại cao U cũng thay đổi. Chính vì lý do đó mà đấy là nhóm thứ hai sai. Thì tuy nhiên nhóm thứ hai sai thì cô vẫn cho. Mặc dù bạn sai bài 1 nhưng mà cô vẫn, như cô nói đấy, cô vẫn cho 7 điểm. Ok chứ nhỉ? Đấy là nhóm sai thứ hai nhé. Rồi, một cái lưu ý cho cô này. Có những bạn làm đúng hết công thức. Bài 1, bài 2, bạn làm đúng hết. Bạn viết đúng hết công thức, tính toán cũng đúng. Nhưng mà tại sao cô lại chỉ cho bạn 7 điểm? Cả bài 2, bài 1, bài 2 đấy nhá. Đấy là bạn không có sơ đồ tương đương. Vì đây là bài tập đầu tiên về cái mạch khuếch đại tín hiệu đấy, nên là cô còn nhân nhượng cho các bạn 7 điểm. Chứ những bạn sau này, khi mà các bạn, nếu mà các bạn thi viết ấy, mà các bạn không vẽ được sơ đồ tương đương, mà các bạn đã tính toán được công thức, thì vô hình chung cô sẽ nghĩ là các bạn chép bài của người khác, đúng nhỉ? Các bạn không có sơ đồ tương đương thì làm sao mà các bạn tính toán được, các bạn ra công thức được, đúng không? Đấy, có một số bạn là được 7 điểm là do các bạn tính toán công thức đúng này, rồi là các bạn có thể thay số vào là cũng giống như các bạn khác, nhưng mà bạn lại không có sơ đồ tương đương, nên những bạn khác thì được 9-10 điểm, còn mình chỉ được 7 hoặc 6 điểm rưỡi mà thôi. Đấy, nên cô lưu ý các bạn rằng tất cả những bài sau này, khi mà các bạn làm về cái phần mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ đấy, hay là về phần mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BGT đây này, dùng E chung, B chung hay C chung, thì bắt buộc các bạn phải vẽ sơ đồ tương đương. Thì dựa trên cái sơ đồ tương đương đó thì các bạn mới có được công thức tính toán tương ứng. Ok chưa? Đấy là một số cái về cái em cô không có thời gian cụ thể để giải lại cái bài tập về nhà cho các bạn ở trên lớp. Tuy nhiên cô đã có làm video giải hai cái bài tập này. Thì video thì ngay từ buổi tối hôm nay đấy, thì cô sẽ đưa cái video đó lên cho các bạn, cái video sửa cái bài tập 1 và bài tập 2. Thì các bạn xem lại cái video cô giải hai bài tập này để các bạn đối chiếu với cái điểm của mình. Nếu mà các bạn thấy có thắc mắc gì thì các bạn sẽ phản hồi lại cho cô. Và còn một cái điều nữa là ở lớp mình thì cái tỷ lệ chép bài nhau ấy thì rất là nhiều, bạn này chép bài bạn kia này thì rất là nhiều. Thì thực ra thì các bạn cũng phải nghĩ như thế này này, thực ra điểm nó không quan trọng đâu. Các bạn có thể là khi mà các bạn thi, các bạn chẳng hạn như các bạn chỉ được 5-6 điểm, nhưng mà các bạn bảo là bây giờ các bạn đang cần điểm để học, làm học bổng các thứ gì đi chẳng hạn này, thì cô có thể là châm trước rồi là tính cái điểm bài này cao hơn rồi điểm bài kia thấp hơn để nâng cái số điểm của các bạn lên để cho các bạn đạt mong muốn. Cái quan trọng nhất là gì đây? Là các bạn thu được cái gì? Cô vẫn nói sinh viên của tất cả các lớp đấy, cái quan trọng nhất sau mỗi môn học là các bạn thu được cái gì. Cái thứ hai là dựa trên cái số bài tập của lớp này, nếu mà lớp mình các bạn mà chép nhau nhiều như vậy, thấy cô thấy bạn nào cũng làm được, thì mức độ ra đề thi của cô ở cuối kỳ nó sẽ khó hơn, đúng nhỉ? Nhưng mà nếu mà các bạn thể hiện là các bạn có làm bài tập, nhưng mà có những phần các bạn thể hiện là các bạn không hiểu chỗ này, không hiểu chỗ kia, đúng nhỉ? Thì đến lớp cô dựa trên cái việc đánh giá cái tình hình chung của cả lớp mà cô ra một cái đề thi mức độ vừa phải với cái trình độ của các bạn. Đấy, chứ còn nếu mà các bạn cứ tình trạng mà chép bài nhau như thế này thì cô thấy bạn nào cũng học tốt, bạn nào cũng học giỏi rồi, đúng nhỉ? Thì đến lúc mà là chính mình hại mình thôi các bạn ạ, thật sự vậy. Thì đến lúc ra đề thi thì cô sẽ ra đề thi khó, vì thế là bạn nào cũng học tốt mà, đúng nhỉ? Nên các bạn cứ làm theo đúng năng lực của các bạn, còn điểm chắc thực ra nó cũng không quan trọng nhá.
Rồi, đấy là một số nhắc nhở. Bây giờ chúng ta chuyển vào làm vào phần học bài mới luôn nhé. Lưu ý cho cô là về nhớ xem lại video giải bài tập của hai cái bài này các bạn nhé. Hai bài này là hai bài cơ bản nhất trong chương trình rồi. Sau này khi các bạn ra tính toán thiết kế mạch khuếch đại làm việc thực ấy, thì các bạn cũng chỉ gặp những cái loại bài toán như thế vậy như vậy mà thôi. Chúng ta tiếp tục đến với cái phần tiếp theo của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BGT. Đúng nhỉ? Hôm nào cái nội dung của chương này ở cái buổi đầu tiên cô đã giới thiệu chúng ta có 4 phần. Phần thứ nhất là khái quát chung này, phần thứ hai là mạch khuếch đại mắc theo kiểu E chung, phần thứ ba là mạch khuếch đại mắc theo kiểu C chung và phần thứ tư là mạch khuếch đại mắc theo kiểu V chung. Thì ở cái buổi đầu tiên cô đã giới thiệu được cho các bạn hai phần này rồi. Hai phần này rồi, đúng nhỉ? Cô đã giới thiệu cho các bạn những cái phần khái quát chung này cũng như là cái phần làm mạch khuếch đại mắc theo kiểu E chung. Trong cái phần mạch khuếch đại mắc theo kiểu E chung thì cô giới thiệu cho các bạn hai loại mạch, đúng nhỉ? Mạch thứ nhất là mạch phân cực theo kiểu dòng cố định, và mạch thứ hai cô giới thiệu với các bạn đấy là mạch phân áp. Mạch phân áp thì lại chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là phân áp có hồi tiếp âm, tức là có xuất hiện của điện trở RE. Loại thứ hai là loại không có hồi tiếp âm. Đấy là có sự xuất hiện của RE, nhưng thêm vào đó là có sự xuất hiện của gì đây? CE. Vì có CE nên là nó loại bỏ được hiện tượng hồi tiếp âm của RE. Ok chưa? Như vậy ở cái phần mạch khuếch đại E chung, chúng ta học hai phương pháp phân cực. Phương pháp phân cực thứ nhất là phương pháp phân cực bằng dòng cố định. Dòng cố định là chỉ có một điện trở RB thôi. Nhớ không nhỉ? Phương pháp thứ hai là phương pháp phân áp có hai điện trở R1, R2. Điện áp của nguồn EC được phân bố đều trên hai điện trở được phân bố trên hai điện trở R1, R2. Và trong cái phân áp này lại có hai kiểu. Loại thứ nhất là có hồi tiếp âm, tức là có điện trở RE. Loại thứ hai là không có hồi tiếp âm khi mà vừa có RE vừa có CE. Vậy buổi hôm nay cô sẽ giới thiệu với các bạn hai cái mạch còn lại là mạch khuếch đại mắc theo kiểu C chung này và mạch khuếch đại mắc theo kiểu B chung. Sau đó tiết còn lại thì chúng ta sẽ nghiên cứu về phương pháp nối từng giữa các mạch khuếch đại, ghép từng giữa các mạch khuếch đại. Ok nhá. Như vậy phần này hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là mạch khuếch đại mắc theo kiểu C chung này, phần thứ hai là mạch khuếch đại mắc theo kiểu B chung này và phần thứ ba là ghép từng khuếch đại. Ok. Vậy cô đi vào phần đầu tiên, mạch khuếch đại mắc theo kiểu C chung. Đây, trước khi vào mạch khuếch đại mắc theo kiểu C chung này, thì các bạn nhìn lại cái con E chung một chút. Đây là mạch khuếch đại mắc theo kiểu E chung này. Đối với mạch khuếch đại mắc theo kiểu E chung, cực E vừa làm đầu vào vừa làm đầu ra. Đầu vào được đưa vào cực B, đầu ra được lấy trên cực C. Đấy là mạch mắc theo kiểu E chung. Mạch mắc theo kiểu C chung thì lại ngược lại. Đây các bạn quan sát, đây là mạch mắc theo kiểu C chung. Tín hiệu vào cũng được đưa vào cực B, nhưng tín hiệu ra lại lấy trên cực E. Đây, điện trở tải đây. Tín hiệu ra được lấy trên cực E. À, chúng ta thấy cái gì ngược ngược, đúng nhỉ? Mạch mắc theo kiểu C chung thì tín hiệu ra được lấy trên cực E. Mạch mắc theo kiểu E chung thì tín hiệu ra lại được lấy trên cực C. Ok, rất là dễ nhớ. Đúng nhỉ? Cứ nhớ từ ngược nhau là dễ nhớ ngay. Rồi, ở trong mạch này chúng ta cũng có các linh kiện như là đối với mạch E chung. Có RB này, RT này, có CP1, có CP2, có EC, có U vào và có RE. Bây giờ cô thử hỏi này, một bạn xem là còn nhớ xem là những cái linh kiện, tác dụng của cái linh kiện này là gì không nào?
Rồi cho cô gặp bạn Nguyễn Huy Hòa đi Hòa ơi. Nguyễn Huy Hòa có mặt ở đây không em? Nguyễn Huy Hòa vắng. Bạn Nguyễn Huy Hòa vắng hai buổi liên tiếp này. Vắng buổi nữa là cô cho bạn Hòa nghỉ nhá. Hôm trước lớp mình cũng có một bạn nghỉ rồi đúng không? Rồi cho cô gặp bạn Lê Văn Âu đi. Âu cũng vắng luôn hả? Âu vắng luôn này. Chúng ta vắng đến mười mấy bạn cơ mà. Rồi cho cô gặp bạn Trần Xuân Hùng. Dạ thưa cô. Ừ. Từ nãy giờ Hùng có nghe con nói không? Dạ dạ. Ừ, bây giờ Hùng thử nêu những cái link kiện trong cái sơ đồ này, những cái, đây gồm những linh kiện nào xem nào. Giờ B, Nhưng giờ T là cái gì? Nhưng cô là giờ B là điện trở. Đúng rồi. Giờ B là CP1 là tụ điện. Ừ, CP1, CP2 là tụ điện. Tụ điện còn là BC là character. Ừ đúng rồi, BC là transistor. Tốt, tiếp đi. Giờ E là gì? Em cô giờ E là điện trở. Ừ, EC này là gì? Em cô là EC là cái gì mà có một cực dương một cực âm đấy, là lối đất EC là nguồn một chiều, nó giống cục pin một của chiều. em ấy, nó có hai cực tính, một cực tính dương một cực tính âm ấy. UV là gì? UV là gì em? Em cô UV là dòng điện xoay chiều. U là ký hiệu của điện, dòng điện hay là điện áp? Em cô U là ký hiệu dòng điện ạ. Chết rồi. Vậy làm sao mà bạn Hùng Mẫn có thể qua được cái môn vật lý với cấu kiện điện tử ấy hè? Đã em mới chuyển sang ngành này ạ. À em mới chuyển sang ngành này hả? Em học từ ngành gì? Em từ bên khoa giao thông từ tàu thủy sang. Vậy thì về xem lại những cái kiến thức cơ bản nhất của cái ngành điện đi em nhé. Dạ. Ừ. U là ký hiệu của điện áp. Dạ u ký hiệu điện áp. Nghi bên là ký hiệu của dòng điện. Ok, Trần Trần Xuân Hùng đúng không dạ. nhỉ? Rồi. Cho cô gặp bạn là Lương Quang Phước đi. Thì có em rồi. Ừ, Phước thử nói tác dụng của từng linh kiện cô xem nào. Giờ B, E, C để làm gì? Thì cô này dùng để cung cấp điện cho con bây giờ cho con transistor cô. Ừ, phân cực cho transistor. Rồi, giờ T để làm gì? Dạ, rồi tớ là nguồn ra cô. Tải. Tải. Tải như cái quạt, cái bóng đèn ý. Yeah. R là điện trở mà. Yeah, đúng yeah, nhỉ? Yeah. CP1, CP2 có tác dụng gì? Thì cô là ngăn cản dòng điện một chiều cô. Ngăn cản một dòng điện một chiều, tốt. Rồi, giờ E là để làm gì? Thì cô là cái đó là điện tiếp âm thì cô. Hồi tiếp âm, đúng nhỉ? Hồi tiếp Dạ. âm này nó có tác dụng làm ổn định điểm làm việc của transistor khi nhiệt độ thay đổi. Khi rồi cô cảm ơn bạn. Tên là cô vừa gọi tên bạn là gì nhỉ? Dạ Phước. Phước. Ừ. Cô tích điểm tốt ở đây nhá. Rồi. Cô cảm ơn bạn Phương. Như bạn Phước, bạn vừa tóm lại cho chúng ta các tác dụng của từng linh kiện trong cái sơ đồ này. RB và EC này, dùng để phân cực cho transistor này.
Đúng nhà CB1 và CB2 là ngăn cách giữa dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều. Nó không cho dòng điện một chiều chạy về nguồn, cũng như không cho dòng điện một chiều chạy ra tải. RE này là điện trở hồi tiếp âm. Nó làm ổn định điểm làm việc của transistor khi nhiệt độ thay đổi. Vì vậy nó có tên là điện trở ổn định nhiệt. Ok chưa? Rồi. Để tính toán được cái tham số của thằng mạch mắc teo kiểu C chung, ta cũng có tính toán bốn tham số. Cái thứ nhất là trở kháng vào, cái thứ hai trở kháng ra, cái thứ ba là KU và cái thứ tư là KI. Đúng nhỉ? Trở kháng vào, trở kháng ra, hệ số khuếch đại điện áp và hệ số khuếch đại dòng điện. Và để tính toán được thì bắt buộc chúng ta cũng phải chuyển sang sơ đồ tương đương. Đúng nhỉ? Đây, cô hướng dẫn các bạn cách vẽ sơ đồ tương đương của mạch mắc teo kiểu C chung này. Ta thấy mạch mắc theo kiểu C chung này, đúng nhỉ? Thì cực C vừa làm đầu vào vừa làm đầu ra. Tín hiệu vào được đưa vào cực B, tín hiệu ra được đưa ra khỏi cực E. Đây, điểm C này, vừa làm đầu vào vừa làm đầu ra này. Tín hiệu vào được đưa vào cực B này, tín hiệu ra được đưa vào cực E này. Chúng ta chấm 3 điểm này trước, chấm điểm B, điểm C, điểm E trước. Và cô nói rằng thay là tay ta thay con transistor trước, rồi các linh kiện còn lại chúng ta thay sau. Transistor nó sẽ phụ thuộc vào 3 phần tử. Điện trở RBE là điện trở giữa hai cực B và cực E. Nguồn IC, nguồn dòng IC là nguồn đi ra, dòng điện ra khỏi cực C. Đúng nhỉ? Và cái điện trở RCE là điện trở giữa hai cực E và cực C. Tuy nhiên như hôm trước cô nói, điện trở RCE có thể bỏ qua. Và transistor chỉ còn phụ thuộc vào hai phần tử RBE và nguồn dòng IC. Vì cực C nó nằm đây nên nguồn dòng nó phải nằm đây. Nguồn dòng IC là dòng IC đi ra khỏi cực C mà. Ok chưa? Dòng ra khỏi cực B là dòng IB. Dòng ra khỏi cực E, đi vào cực E là dòng IE. Và lưu ý cho cô, khi các bạn vẽ sơ đồ tương đương thì các bạn cũng phải vẽ gì đây? Chiều của dòng điện. Vì dấu của dòng, dấu của điện áp và dòng nó phụ thuộc vào chiều của dòng điện mà. Đúng nhỉ? Rồi. Vậy, sau khi thay thế con transistor, chúng ta xem trong mạch còn những linh kiện nào. Còn những linh kiện nào này? Cho cô gặp bạn Anh Nguyên đi. Dạ yeah, có. Ừ, thay thế được con transistor rồi, trong mạch còn linh kiện nào các bạn? Còn có gì ạ? Cô đang hướng dẫn các bạn thay thế sơ đồ tương đương đấy. Của cái mạch C chung này, em có biết thay thế sơ đồ tương đương không? Dạ yeah, em biết. Ừ. Từ nãy đến giờ là cô thay thế được con transistor rồi. Vậy còn con gì? RB, ok, RB này, có hai chân này. Chân ở dưới nối với cực gì? Dạ, nối với cực B. Rồi, chân ở trên nối với gì? Dạ, nối với đất. Nối với đất, đúng nhỉ? Nối với nguồn cực dương của nguồn EC. Mà cô nói rằng tất cả những mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ đều làm việc ở tần số trung bình. Là ta phải ngắn mạch tất cả các tụ điện và ngắn mạch tất cả các nguồn áp. Ngắn mạch tức là gì? Chập hai đầu lại với nhau, cực dương cũng như cực âm. Và cực âm nó nối đất nên cực dương cũng nối đất luôn. Ok, giờ B này. Một đầu được nối cực B này, một đầu được nối đất này. Tốt. Rồi. Nào, còn có gì nữa? Dạ, RE. RE, một đầu nối đâu, một đầu nối đâu? Dạ, nối với E, với một đầu nối với đất. Tốt, giờ E này. Một đầu nối E này, một đầu nối đất này. Con gì nữa em nhỉ? Dạ, cô là RT. RT, một đầu nối đâu, một đầu nối đâu? Để nối với E, một đầu nối với đất. Tốt, một đầu nối E, một đầu nối đất. Giờ T này, một đầu nối E, một đầu nối đất. Ok chưa? Và chúng ta còn nguồn vào nữa. UV, một đầu nối đâu, một đầu nối L em. UV một đầu nối với B. B. Đầu còn lại nối đâu em nhỉ? Đầu còn lại nối đất. Tốt, UV này, một đầu nối B này, một đầu nối đất này. Như vậy thì chúng ta đã chuyển được sơ đồ nguyên lý của mạch mắc theo kiểu C chung sang sơ đồ vật lý, sang sơ đồ tương đương. Ok chưa? Cô cảm ơn bạn nhé. Dạ. Bạn vừa rồi là bạn gì nhỉ? Dạ, anh Nguyên. Anh Nguyên, ok, tốt rồi. Rồi. Cô hướng dẫn các bạn này, cách tính toán 3, 4 tham số này này. Cách tính toán đối với mạch mắc theo kiểu C chung là khó nhất. Khó nhất tại vì nó hơi lằng nhằng một chút, nhưng các bạn cố gắng tập trung lên đây nhé. Trước tiên này, cô thấy cái điện trở RE song song với RT. Đúng các bạn nhỉ? Trung đầu này, trung điểm E này.
trung điểm đất này, nên hai cái điểm trở này là mắc song song với nhau. Cô đặt hai cái điểm trở này, cô thay bằng một điểm trở tương đương là giờ T phẩy. Để nhìn mạch cho nó gọn nhé, giờ T phẩy bằng giờ E nhân với RT chia cho giờ E cộng RT này. Cô lại nói rằng vì mạch này làm việc với tín hiệu ở tần số trung bình, nên tất cả các nguồn dòng cô phải hở mạch nó ra, còn nguồn áp thì ngắn mạch lại. Hở mạch ra là sao? Hở mạch là cô ngắt nó ra khỏi mạch, đúng nhỉ? Tức là cái nguồn dòng này nó không còn nữa. Ok chưa? Đây, như vậy với những cái mà cô quy ước như trên, cô có thể thu được một cái mạch sơ đồ tương đương, nó rút gọn lại như thế này. Cô ngắt cái nguồn dòng đi, đây các bạn đối chiếu này, cô ngắt cái nguồn dòng đi này, cô thay cái điện trở RT song song với RT, RE này bằng một cái điện trở RT phẩy này. Đây, mạch của cô trở nên đơn giản như thế này thôi. Ok nhé. Để tính trở kháng vào thì cô bắt đầu xuất phát từ U vào. Các bạn để ý này, điện áp U vào này bằng điện áp rơi trên điện trở RB, vì song song với nhau mà, đúng nhỉ? Bằng điện áp rơi trên cái gì đây, hai cực điểm BC, bằng điện áp rơi trên BC, đúng nhỉ? Mà điện áp rơi trên BC này bằng điện áp rơi trên RBE cộng với điện áp rơi trên RT phẩy, vì hai con này mắc nối tiếp nhau, đúng không? Bạn nhìn hình như thế này, bạn sẽ thấy RBE này nó nối tiếp với RT phẩy này, nên điện áp giữa hai đầu của nó sẽ bằng điện áp rơi trên RBE cộng với điện áp rơi trên RT phẩy. Vậy ta có này, đầu tiên là U vào này bằng UBE này cộng với URT phẩy này, đúng nhỉ? Theo định luật ôm thì UBE lại bằng dòng nhân với trở kháng. À, UBE thì bằng dòng đi qua nó là dòng IB nhân với trở kháng là RBE. Đây, IB nhân với RBE. Điện áp rơi trên RT phẩy bằng IE nhân với RT phẩy, đúng nhỉ? Đây, mà IE lại bằng 1 cộng HFE nhân với IB. Đây là hệ quả của transistor. Ta có IE bằng là IB cộng IC đấy, đúng nhỉ? Mà IC lại bằng HFE IB, nên ta suy ra được IE bằng 1 cộng HFE IB, đúng chưa? Nhân với RT phẩy. À, chúng ta thấy này, chúng ta đặt IB làm nhân tử chung này, thì bên trong sẽ còn RBE cộng 1 cộng HFE nhân với RT phẩy chứ gì. Đây là cô chỉ đặt cái thằng IB ra ngoài thôi, không có gì cả. Sau đó cô đặt cái biểu thức ở trong ngoặc này bằng RB, cả cái biểu thức trong ngoặc này này bằng ZB này, thì cô sẽ có U vào bằng IB nhân với ZB. Ok chưa? Cố gắng tập trung theo dõi lên đây tính các bạn nhé. Đấy, cô có U vào bằng IB nhân với ZB này. Rồi, mà cô lại có này, các bạn nhìn tại điểm B này này, định luật kết hợp 1 nó nói rằng tổng dòng điện vào một nút bằng tổng dòng điện ra khỏi nút đó. À, vậy dòng điện vào một nút này là dòng IB, dòng điện ra khỏi nút này là dòng IB và dòng IRB chứ gì? Vậy cô sẽ có hệ thức I vào bằng IRB cộng với IB. Ok chưa? Tổng dòng điện vào một nút bằng tổng dòng điện ra khỏi nút đó. Mà I vào thì bằng gì? I vào theo định luật ôm thì bằng U vào chia cho Z vào. Ok chưa nhỉ? Còn IRB là gì? IRB theo định luật ôm thì bằng U vào chia cho RB, đúng chưa? Còn IB này, IB lúc nãy ta thấy này, U vào này bằng IB nhân với ZB này, nên IB sẽ bằng U vào chia cho ZB. À, cả hai vế đều có U vào, cô gạch hết U vào đi, cô sẽ suy ra được trở kháng vào sẽ bằng RB nhân với ZB cộng với chia cho RB cộng với ZB, với ZB là cái biểu thức mà lúc nãy cô đặt ở trong mặt đấy. Ok chưa? Đấy, ở phần này thì cái phần là mạch mắc theo kiểu C chung thì tính toán Z vào nó hơi phức tạp một chút, Z vào và Z ra nó hơi phức tạp một chút, nên là những bạn nào mà chưa theo dõi kịp thì các bạn về xem lại video nhé, xem lại video và xem lại bài giảng. Cô hướng dẫn phương pháp tính trở kháng ra này, trở kháng ra này xuất phát từ cái biểu thức ở trên, U vào thì bằng IB nhân với ZB. Đây, U vào bằng IB nhân với ZB này, thì cô sẽ suy ra được IB bằng U vào chia cho ZB, đúng nhỉ? Lúc nãy tôi có tính được U vào bằng IB nhân với ZB, vậy suy ra IB bằng U vào chia cho ZB. Ok chưa? Mà ta lại có IE này bằng 1 cộng HFE IB,
nên tôi thay IB bằng U vào trên ZB vào đây, thì tôi sẽ tính ra được IE bằng 1 cộng HFE nhân với biểu thức này chứ gì. Đây, với ZB là bằng cái cụm mà cô đặt trong mặt lúc nãy. Cô chia cả tử và mẫu cho 1 cộng HFE thì cô sẽ suy ra được biểu thức của IE như sau. Đây, đây là biểu thức của IE. À, IE là dòng điện này, U vào là điện áp này, chia cho trở kháng này. I thì bằng U chia cho R này. Như vậy cái R này nó sẽ gồm hai thành phần. Thành phần thứ nhất là ZBE chia cho 1 cộng HFE. Thành phần thứ hai là ZT phẩy. Hai thành phần này được mắc nối tiếp với nhau. Nếu nhìn từ đầu vào này, nhìn từ đầu vào này, hai thành phần này được mắc nối tiếp với nhau. Đúng nhỉ? Vì vậy tôi có thể thay thế cái biểu thức IE này bằng một sơ đồ mạch tương đương như hình vẽ. Đây, ví dụ cô nhìn từ đầu vào nhé, nhìn từ phía bên này vào này. Thì các bạn có thấy là đây là một cái biểu, đây là một cái trở kháng RBE chia cho 1 cộng HFE được mắc nối tiếp với RT phẩy. Đúng nhỉ? Nên dòng điện đi qua nó sẽ bằng gì đây? U vào chia cho tổng trở kháng tương đương chứ gì? Ok chưa? Rồi. Vậy trở kháng ra này, nếu các bạn nhìn từ đây vào này, từ đầu ra vào này. Nhìn từ đầu vào này thì các bạn sẽ thấy này. Nếu nhìn từ cái đầu ra này thì tôi sẽ thấy hai cái thằng ZT phẩy được mắc song song với cái trở kháng này. ZBE chia cho 1 cộng HFE khi tôi ngắn mạch đầu vào. Khi U vào này cô ngắn mạch lại thì cô sẽ có hai thằng này mắc song song với nhau. Chung điểm này và chung cái điểm U vào này này. Đúng nhỉ? Nên tổng trở kháng ra sẽ bằng RT phẩy song song với ZBE cộng 1 cộng chia cho 1 cộng HFE chứ gì? À, hai cái thằng này song song với nhau nên tôi có thể tính được tổng trở ra theo cái biểu thức như thế này. Ok chưa? Biểu thức hai thằng mắc song song thôi thì bằng tích của chúng chia cho tổng của chúng thôi. Ok nha, đấy là phương pháp tính toán tổng trở ra. Như cô nói, nó hơi phức tạp một chút. Đối với mạch mắc theo kiểu xây chung thì có một tổng trở ra và tổng trở vào, nó tính toán hơi phức tạp một chút thôi. Còn tính hệ số khuếch đại điện áp và hệ số khuếch đại dòng điện thì đơn giản hơn. Đây. Vậy hệ số khuếch đại điện áp được tính như thế nào? Hệ số khuếch đại điện áp theo đúng định nghĩa của nó bằng U ra trên U vào. Đúng nhỉ? Đây, U ra này thì lại bằng gì? U ra là bằng điện áp rơi trên RT phẩy. Mà điện áp rơi trên RT phẩy bằng dòng đi qua nó là dòng IE. Dòng IE nhân với RT phẩy chứ gì? Đúng nhỉ? Mà dòng IE ở biểu thức này tôi tính được bằng U, bằng cái biểu thức này. U vào chia cho ZBE trên 1 cộng HFE cộng với ZT phẩy thì tôi thay vào đây thôi. Đây, đây chính là biểu thức IE. IE nhân với RT phẩy. Từ đây tôi lập được biểu thức của U ra trên U vào chính là bằng đây. Bằng biểu thức ZT phẩy chia cho ZBE trên 1 cộng HFE cộng với ZT phẩy. Ok chưa? Rồi, hệ số, lưu ý rằng hệ số khuếch đại của mạch mắc tiêu kiểu C chung nó sắp xỉ bằng 1. Hay người ta còn nói mạch mắc theo kiểu C chung không có khả năng khuếch đại về điện áp. Đổi lại này, nó không có khả năng khuếch đại về điện áp các bạn nhé. Nó chỉ có khả năng khuếch đại về dòng điện thôi. Đổi lại, điện áp xa của mạch nó cùng pha so với điện áp vào. Và tổng trở kháng này, tổng trở kháng vào của mạch là lớn, tổng trở kháng ra của mạch là nhỏ. Nên là gì đây? Vì tổng trở kháng vào của mạch là lớn nên là mạch collector này nó còn sử dụng làm các tầng đệm trong cái việc nối tầng mà tiết sau chúng ta sẽ học đây. Vì các bạn biết là cái việc mà tổng trở kháng vào mà lớn lên thì cái sự phối hợp trở kháng giữa các tầng nó đơn giản hơn rất là nhiều. Hay là nếu mà tổng trở ra nhỏ ấy, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được điện năng. Điện năng của chúng ta sẽ rơi hết trên tải mà không rơi vào cái gì đây, nó không bị tổn thất. Đấy. Và hệ số khuếch đại, như cô nói, hệ số khuếch đại điện áp của mạch này nó sắp xỉ bằng 1, tức là nó không có khả năng khuếch đại về điện áp. Tuy nhiên tín hiệu ra của nó lại đồng pha so với tín hiệu vào, nên là mạch khuếch đại mắc theo kiểu collector nó còn gọi là mạch lặc emitter, và nó thường dùng ở tầng đệm như cô nói để phối hợp các trở kháng ở trong các mạch nối tầng. Ok nhá. Đấy, như vậy cô vừa giới thiệu cho các bạn ở mạch mắc theo kiểu C chung này. Các bạn nhìn lại hai ba cái biểu thức này: tính tổng trở vào, tính tổng trở ra và tính hệ số khuếch đại điện áp. Hệ số khuếch đại dòng điện thì đơn giản rồi, nó cứ tính theo KU thôi, không có gì khác so với mạch trước. Đây, có phần nào không hiểu không thì cô dừng lại một chút. Trở kháng tương đương thì có lẽ là bạn nào cũng vẽ được rồi.
Bây giờ nhìn vào cái phương pháp tính cái trở kháng vào, trở kháng ra, xem có chỗ nào không hiểu không thì để cô nói lại. Cố gắng lên các bạn. Các bạn nào có câu hỏi gì ở phần này không các bạn ơi? Ừ em ơi, cô Thịnh ơi nói đi em. Cô nói cái lại cái chỗ chỗ kháng ra cô. Trở kháng ra nhé. Ừ, cô nói lại cái trở kháng ra này. Bây giờ Thịnh đồng ý cái công thức là ZIB bằng UV trên Z, ZB chưa? Và Thịnh đồng ý ra tính được ra IE này chưa đã? Tới đây là được rồi nhá. Đây này, xong Thịnh nhìn này, Y thì bằng U trên R. Đây là chính là R chứ gì? R này gồm hai thành phần, đúng nhỉ? Hai thành phần mà cộng lại với nhau, tức là hai thằng này nó mắc nối tiếp với nhau. Đồng ý không? Ừ, đây là trở kháng tương đương của hai thành phần mắc nối tiếp với nhau này. Thì cô có thể mắc, em giờ đừng để ý đến đầu ra, đừng để ý cái phần đầu ra này. Em cứ mắc xong nối tiếp một cái thằng RBE trên 1 cộng HFE nối tiếp với thằng RT phải đã. Và dòng IE là đi qua hai thằng này. Đồng ý không đã? Đây nha. Để cô đang chờ C này. Chờ cô một chút. Để cô làm vậy cho bạn dễ hiểu hơn ạ. Đúng rồi, các bạn là có phần đấy là chúc chắc nhất thôi. Bạn Thịnh hỏi là cô rất là hoan nghênh. Đây. Thịnh và các bạn nhìn này. Vì IE này bằng U vào chia cho trở kháng này. Trở kháng tương đương tôi thấy chia cho một tổng, tức là tôi coi như là chia cho hai phần tử mắc nối tiếp với nhau, thì một phần tử là RBE trên 1 cộng HBE, một phần tử là RT phải. Dòng IE của tôi bằng U vào chia cho tổng này. Đồng ý đến đây là đồng ý chưa đã? Đồng ý chưa Thịnh? Dạ rồi cô. Ừ, đến đây là đồng ý rồi này. Rồi, mà RT phải đây này, RT phải này, RT phải, đầu ra của RT phải chính là U ra, đúng không? Nên đây cô có thể thay thế cái sơ đồ đó bằng cái sơ đồ này. Đầu vào thì gồm hai thằng này mắc nối tiếp với nhau, đầu ra của nó, U ra của nó chính là điện áp rơi trên RT phải. Đây, RT phải này, điện áp rơi trên RT phải chính bằng U ra này. Đến đây là đồng ý rồi. Vậy em đã hiểu cách biến đổi từ cái biểu thức IE này sang cái sơ đồ mạch tương đương chưa đã? Rồi nhá. Ừ, đến đây là hiểu rồi này. Bây giờ này, bây giờ chúng ta phải tính trở kháng của đầu ra, trở kháng đầu vào. Khi tính trở kháng đầu ra thì người ta sẽ ngắn mạch đầu vào. Thông thường là vậy, khi mà tính trở kháng ra thì người ta phải ngắn mạch trở kháng vào, đầu vào. Còn khi tính trở kháng vào thì người ta sẽ ngắn mạch đầu ra. Đây, bây giờ để tính trở kháng ra của mạch, cô ngắn mạch đầu vào. Đây là trong cái định lý Thevenin đấy các bạn ạ. Cô ngắn mạch đầu vào tức là cô chập hai cái thằng đầu U vào vào. Nếu mà cô chập hai thằng này vào này thì có phải hai cái trở kháng này nó có chung một đầu là đầu U vào không? Ngắn mạch vào mà. Với là nó chung một đầu này nữa. Như vậy lúc này nó sẽ song song với nhau vì nó chung đầu chung đích mà. Đúng nhỉ? Vậy trở kháng tương đương của đoạn mạch này sẽ bằng hai cái thằng này mắc song song với nhau. Trở kháng ra đấy. Ok chưa Thịnh nhỉ? Dạ. Yeah. Thịnh và các bạn khác ok chưa? Ừ, nó hơi chúc chắc một chỗ này thôi. Rồi, cái phần hệ số khuếch đại điện áp, có bạn nào có câu hỏi gì không? Cô chỉ thay IE từ biểu thức trên vào thôi, không có gì cả. Đúng nhỉ? Xong cô chia cả hai vế cho U vào. Thì nếu U, vế này U ra chia cho U vào thì bằng KU, còn vế này mất U vào thì còn hệ thức này. Ok nhá, cố gắng nhá. Rồi, chúng ta chuyển sang một cái mạch cuối cùng này. Là mạch mắc theo kiểu B chung. Rồi. Cố gắng tập trung lên đây, học nốt mạch mắc theo kiểu B chung thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút nhá.
cố gắng lên các bạn này. Rồi đây là mạch mắt theo kiểu B trung, cực B này, đây là cực B của transistor đúng không các bạn nhỉ? Đây là cực B này, đây là cực E này, đây là cực C này. Đối với mạch mắt theo kiểu B trung thì cực B này vừa làm đầu vào vừa làm đầu ra. Tín hiệu vào được đưa vào cực E và tín hiệu ra được lấy trên cực C. Ok, bây giờ nhiệm vụ của các bạn này là các bạn vẽ sơ đồ tương đương của cái mạch mắt theo kiểu B trung này cho cô xem nào. Đầu tiên là vẽ con transistor trước, định 3 điểm trước, điểm B ở dưới, điểm E ở đầu vào, điểm C ở đầu ra. Rồi đặt bút vẽ vẽ đi, tí nữa cô nhờ yêu cầu các bạn sẽ chiếu lên hoặc là chụp hình nộp trên Zalo cũng được. Nếu mà chiếu lên khó thì các bạn vẽ đi, vẽ xong chụp hình rồi gửi lên Zalo để cô xem bạn nào vẽ được nào. Với lưu ý của cô này, tất cả các tụ điện là ngắn mạch, tất cả các nguồn áp cũng ngắn mạch lại luôn. Ok chưa? Rồi, vì tụ điện ngắn mạch này nên là cái tụ CB này nó ngắn mạch lại. Đúng nhỉ? Nó ngắn mạch tức là điện áp của điểm này, điện thế điểm này bằng điện thế điểm này. Mà điện thế điểm này lại bằng điện thế điểm này, suy ra điện thế cái điểm này này, điện thế điểm B này này, nó cũng nối đất luôn. Tức là điện trở RB2 lúc này không còn nữa. Đúng không bạn? CB mà bị chập mạch thì cái RB2 song song với nó cũng bị chập mạch. Tức là RB2 không còn nữa. Trong mạch chỉ còn gì đây? RE, RB1, RT mà thôi. RC nữa. Nhá. Rồi, bây giờ các bạn thử đặt bút vẽ sơ đồ tương đương của mạch mắt theo kiểu B trung, xong đó đưa lên đẩy lên Zalo cô xem, Zalo của lớp nhóm lớp mình ý. Để cô xem những bạn nào có vẽ được nào. Nhanh tay lên một chút nhá. Lưu ý là cứ vẽ con transistor trước. Bạn nào chưa biết vẽ chỗ nào thì nói cô nhé. Cô ngồi đây để cô chỉ cho các bạn. Cứ vẽ con transistor trước, rồi để vẽ con giờ E, rồi vẽ con giờ C, rồi vẽ con giờ T thôi. Là xong. Giờ B1 nữa.
Chứ bạn nào vẽ được à? Các em đẩy lên Zalo của nhóm lớp cô xem nào. Chụp ảnh lên, chụp ảnh xong gửi đẩy lên Zalo ấy. Vẽ cực B trước đi em. Vẽ 3 điểm B, E, C trước. Ok nào, cô xem đề bạn ý nào. Ok rồi. Tốt. G, E, G, C, G, T. À, ý ơi, còn thiếu con giờ B1 đúng nhỉ? Chỉ có mình con bây giờ B1 nó bị ngắn mạch thôi chứ. Còn con giờ B1 nữa. Đâu, đúng rồi, của bạn Hô là đúng rồi này. Tốt quá. À, Minh Hiếu ơi, em thiếu con nguồn dòng kìa. Chưa có nguồn dòng IC. Tốt. Rồi còn bạn nào nữa không các bạn? Mới được có 3 bạn nè. Minh Hiếu ơi, Minh Hiếu thiếu giờ B1. Em có con giờ B1 nữa em. Ở trong sơ đồ này chỉ có con giờ B2 mắc song song với CB bị ngắn mạch thôi. Có con giờ B1 nữa em à. Giờ B1 xem một đầu nó nối với cực gì, một đầu nó nối với cực gì. Ok rồi, mới được có mấy bạn vậy thôi hả? Các bạn khác đi đâu hết rồi? Rồi các bạn lần nhìn sơ đồ của bạn Hô nhá. Ở trong phần Zalo đấy. Bạn Hoàng Chi Hô này là bạn vẽ hoàn toàn đúng rồi, đúng nhỉ? Ok, như vậy này, để sơ đồ tương đương này. À, ở đây sơ đồ tương đương của cô cũng thiếu một con điện trở RB ở đây. Đúng nhỉ? Rồi B1 là nó phải nằm. Đây là có một con điện trở RB1 nữa. Đúng không? RB1. RB1 này, một đầu của nó nối với địa cực B này, một đầu nối với đất. Ok chưa? Một đầu nối với cực B, một đầu nối đất. Đây chính là con điện trở gì đây? RB1. RB1. Ok chưa? Cô có cực B này, vừa làm đầu vào vừa làm đầu ra này. Đây là cực E này, đây là cực C này. Cô có một cái nguồn một cái điện trở RBE giữa hai cực E và cực B này, nguồn dòng IC này đi vào cực C này, nguồn dòng IC. IC thì chính bằng alpha IE, đúng nhỉ? Với alpha người ta gọi là hệ số truyền đạt. Đấy, alpha thì bằng IC trên IE nên IC chính bằng alpha IE. Hoặc là cô ở đây cô có thể ký hiệu là bằng beta beta IB cũng được. Đúng không? Người ta muốn ký hiệu thống nhất alpha IE để cho nó giống cái IE bên này, để tí nữa tính toán cho nó dễ thôi. Không có gì cả. Ok nhá. Rồi. Trong trường hợp ta tính toán này, các bạn thấy này, trường hợp nếu mà giả sử tính toán cái điện mạch đơn giản thì người ta thường là bỏ cái con RB này đi. Chẳng hạn nhá, bỏ nhá, chẳng hạn là chúng ta không có RB1 ở đây thì chúng ta sẽ tính toán như thế nào? Chúng ta nhìn vào hình đây, chúng ta thấy này, trở khám vào này. Cái này là đầu vào này. Đúng nhỉ? Còn cái này là đầu ra này. U ra đây. Trở kháng vào sẽ bằng hai điện trở, tổng trở của hai cái điện trở RE song song với RBE. Đúng nhỉ? Đây, nên trở kháng vào này sẽ bằng RBE này song song với RBE. Trở kháng ra
sẽ bằng RC song song với RT. Ok chưa? Tốt rồi. Bây giờ hệ số khuếch đại điện áp này. Hệ số khuếch đại điện áp thì bằng U ra trên U vào. U ra trên U vào. À, U ra đâu? U ra này là bằng điện áp rơi trên RT này, bằng điện áp rơi trên RC này, bằng điện áp tại điểm này. Mà điện áp điện này chính là bằng dòng đi qua nó là dòng IC nhân với trở kháng tương đương của hai thằng này. Tức là chính bằng IC nhân với RT phải chứ gì? RT phải là trở kháng tương đương của hai thằng này đấy. Đúng rồi, vậy cô sẽ có U ra bằng IC nhân với RT phải. Còn U vào đâu? U vào này. U vào sẽ bằng IE. IE nhân với gì đây? Bằng điện U vào thì bằng điện áp rơi trên RE, bằng điện áp rơi trên RBE. Mà điện áp rơi trên RBE chính là bằng IE nhân với RBE. Đúng chưa? Nên cô sẽ có U vào bằng IE nhân với RBE. Ta thay IC bằng alpha IE vào đây. Rút gọn hết đi, ta sẽ có alpha. Kết quả KU bằng alpha nhân với RT phẩy chia RBE. Ta thấy này, IC này, nó quay theo cái chiều này, mà IE cũng quay theo chiều này. Nên là hai thằng này cùng giống nhau. Tức là hệ số khuếch đại điện áp của nó dương. Hay nói cách khác, điện áp ra cùng pha so với điện áp vào. Đúng nhỉ? Và từ đó ta tính được hệ số khuếch đại dòng điện. Hệ số tuy nhiên là đối với mạch mắc theo kiểu B trung ấy các bạn ạ, là hệ số khuếch đại dòng điện của nó xấp xỉ bằng 1. Hay người ta nói là cái mạch này nó không có khả năng khuếch đại về dòng điện. Nếu như C trung không có khả năng khuếch đại về điện áp thì B trung không có khả năng khuếch đại về dòng điện. Ok chưa? Cái phương pháp này, cái mạch B trung thì tính toán đơn giản hơn mạch C trung. Đúng nhỉ? Rồi, vậy bây giờ chúng ta nhé, ngồi nhìn lại hình một lúc xem cái nào nó không hiểu cái chỗ công thức nào thì tí nữa cô giảng lại. Chúng ta nghỉ giải lao, bây giờ là 8 giờ 2 phút này. Chúng ta nghỉ giải lao đến 8 giờ 10. Rồi chúng ta vào chúng ta nghiên cứu nốt cái phần nối từng khuếch đại nhé. Ok, xem lại, xem bạn nào mà chưa hiểu cái phần nào thì ngồi nghiên cứu rồi tí nữa cô vào cô hướng dẫn cho nhé. Các bạn nghỉ giải lao một chút đi.
Ừ, các bạn ơi, chúng ta quay trở lại nha. Lúc nãy cô lại không để ý cái tin nhắn của bạn Minh Hiếu với bạn Xuân Hùng. Ừ, Hiếu ơi, cái phần nào nhanh Hiếu nhỉ? Dạ, cái phần... Dạ, cái phần IV bằng... IB cộng cho URT đó cô. OVE mà cộng URT đó cô, em không hiểu. Cái phần E chung hay là C chung hay là B chung? Vậy C chung đó cô. C chung đúng không? Đây nhá, cô quay lại cái C chung này. Là cái chỗ IE bằng 1 cộng HEB IB đây á? Không, trước nữa cô, cộng âm cho vào cô. À đây. Yeah. Ừ. Cái chỗ IV bằng IGB cộng IB này á? Dạ không có, cái chỗ UV bằng UBI cộng với URT. À đây, ừ. Cái chỗ này, từ chỗ này cơ hả? Tại cô không để ý tin nhắn ấy. Rồi xin lỗi các bạn nhé. Nếu mà bạn Hiếu, bạn Hùng chưa hiểu chỗ này này, thì cô nói lại này. Bạn Hiếu đồng ý là RBE mắc nối tiếp với RT phải không? Dạ. Yeah. Đúng không? Hai thằng này là mắc nối tiếp với nhau. Thì điện áp của hai đầu thì bằng điện áp tổng điện áp thành phần, đúng nhỉ? Điện áp U vào, đây U vào này, thì có phải bằng điện áp rơi trên hai cực B và cực C không? Chân này nối với chân B, chân này nối với chân C, tức là U vào thì cũng bằng UBC. Đồng ý không nhỉ? Mà UBC này là bằng điện gồm hai cái thành phần này mắc nối tiếp với nhau. Đây, cực này này, cái điểm này của RT phải này, nối với cực C này. Điểm này của RBE nối với cực B này. Thì có phải UBC bằng U rơi trên RBE cộng với U rơi trên RT phải không? Nối tiếp mà. Nên cô có U vào bằng UBE cộng với URT phải. Ok, cái chỗ này chưa hiểu? Ừ. Mà vậy còn Hùng ơi, Hùng chưa ok chỗ nào? Trần Xuân Hùng ơi. Ừ nhá, nếu mà lúc sau mà từ những buổi sau trở đi mà cô mà nói nhanh quá ấy, thì các bạn có ý kiến luôn nhá. Để cô nói chậm chậm lại cái phần đó cho các bạn dễ hiểu hơn nhá. Chứ các bạn viết ở khung chat sợ là cô đang màn hình của cô đang chiếu bài giảng mà cô không nhìn thấy được nhá. Các bạn cứ mở loa lên các bạn nói thôi. Ok chưa? Cái phần mạch mắc ra theo kiểu B chung thì có vấn đề gì để các bạn cần hỏi không? Bốn công thức đây này. Đây, nhìn lại sẽ được hơn một chút này. Cái phần C chung, cái phần C chung của cô là cái KI là tính như bên E chung thôi. Ừ đúng rồi, KI mình tính như là E chung thôi. Dạ. Ừ. KI thì em cứ tính là I ra trên U, I vào. Mà I ra lại bằng U ra trên giờ tải. Còn I vào thì bằng U vào chia cho Z vào. Thì lập được công thức này thôi. Như cô nói ngay từ buổi đầu đấy, một hôm nào chúng ta cũng chỉ học tính toán không à. Nên là nó rất, có thể các bạn sẽ cảm thấy nó rất rối. Nếu mà chỉ cần bỏ một buổi trước là buổi sau là không hiểu gì rồi. Nên cố gắng tập trung theo dõi nhé. Về tiết kiệm được thời gian rất là nhiều đấy. Không cần phải học nhiều ở nhà nữa. Bây giờ cô chuyển sang cái phần kiến thức mới nhé. Cô sẽ nói chậm lại hơn này. Chậm hơn này. Phần tiếp theo cô muốn giới thiệu với các bạn đấy là phần ghép từng khuếch đại. Ghép từng khuếch đại, mục đích của phần này là sẽ cho các bạn biết ý nghĩa, phương pháp, các cách tính toán các tham số của mạch khuếch đại ghép từng. Sau đó thì vì với những cái mục đích này thì yêu cầu các bạn đầu tiên phải nắm được nguyên lý hoạt động của sơ đồ này, tức là nhận biết được sơ đồ nguyên lý.
sau đó thì tính toán các tham số này, và cuối cùng là mô phỏng, sử dụng phần mềm để mô phỏng hoạt động của các mạch cơ bản. Nội dung của cái mục này chúng ta cũng có 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là khái quát chung. Sau đó cô sẽ giới thiệu cho các bạn các phương pháp ghép từng khuếch đại. Ghép thứ nhất là ghép điện dung này, ghép thứ hai là ghép trực tiếp này, hay là một số tổ hợp đặc biệt như là ghép đan minh tơ. Ok chưa? Vậy ghép từng khuếch đại là gì và tại sao chúng ta lại phải ghép từng khuếch đại? Các bạn biết rằng chúng ta đang học ở chương này là mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ. Tức là mỗi một cái tầng khuếch đại, mỗi một cái mạch khuếch đại nó có hệ số khuếch đại vô cùng nhỏ. Ví dụ hệ số khuếch đại KU, KI nó nhỏ lắm. Bây giờ để tăng cái hệ số khuếch đại lên thì chúng ta mắc nhiều tầng khuếch đại như vậy lại với nhau. Người ta gọi là ghép các tầng khuếch đại. Các tầng khuếch đại này ghép với nhau sẽ thông qua các mạch ghép. Như vậy có những loại ghép nào? Ghép thứ nhất là ghép trực tiếp. Ví dụ tầng 1 tôi ghép trực tiếp với tầng 2. Ghép thứ hai là ghép điện trở. Tầng 1 tôi ghép thông qua một con điện trở rồi đến tầng 2. Ghép thứ ba là ghép điện dung, là từ tầng 1 đến tầng 2 tôi ghép thông qua một cái tụ điện. Cái thứ tư là ghép biến áp, tức là giữa hai tầng 1 và tầng 2 tôi ghép bởi một cái bề biến áp. Tuy nhiên, ghép biến áp các bạn biết là đặc điểm của máy biến áp ấy là nó rất là cồng kềnh, đúng nhỉ? Rất là cồng kềnh, mà bây giờ những cái mạch vi xử lý, những cái mạch điện tử bây giờ người ta yêu cầu kích thước càng nhỏ càng tốt, trọng lượng càng nhẹ càng tốt, nên là thường các tầng khuếch đại mà ghép theo kiểu ghép biến áp bây giờ ít khi người ta sử dụng nữa. Nên ở đây cô sẽ giới thiệu cho các bạn hai kiểu cơ bản nhất, đấy là ghép trực tiếp và ghép biến dung, ghép điện dung nhé. Nhiệm vụ của những cái mạch ghép này, tức là nhiệm vụ của cái điện dung hay là của máy biến áp hay là của điện trở đây, là nhiệm vụ chính của nó là ghép các tầng khuếch đại lại với nhau. Đúng nhỉ? Ví dụ tôi có 3-4 con transistor để ghép lại với nhau, 3-4 mạch khuếch đại ghép lại với nhau thì thông qua mấy con tụ điện này, thì nhiệm vụ chính của nó là ghép các tầng khuếch đại lại với nhau. Và khi ghép các tầng khuếch đại lại với nhau thì nó phải đảm bảo là tín hiệu ra khỏi tầng trước là tín hiệu vào của tầng sau. Đúng nhỉ? Tức là đít anh này là đầu anh kia đấy. Và phải làm thế nào mà ghép thế nào để cho cái tổn hao trên đường truyền nó là nhỏ nhất. Đúng không nhỉ? Và trong quá trình ghép thì người ta phải thực hiện cái việc phối hợp mức điện áp. Mức điện áp giữa từng trước và từng sau làm sao cho nó hài hòa. Và một cái yếu tố rất quan trọng nữa là người ta sẽ cố gắng ngăn thành phần một chiều giữa các từng khuếch đại với nhau. Như các bạn biết đấy, để ngăn các thành phần một chiều này thì người ta thường sử dụng là điện dung hoặc là máy biến áp, vì đặc điểm của tụ điện và máy biến áp là nó không cho dòng một chiều đi qua. Ok chưa? Vậy chúng ta đến với từng kiểu ghép một nhé. Kiểu ghép thứ nhất này là ghép các từng khuếch đại với nhau bằng điện dung, bằng tụ điện đấy, hay người ta gọi là ghép điện dung đấy. Đây, các bạn để ý nhé, nhìn cái sơ đồ nó hơi lằng nhằng một chút, nhưng thực ra nó là các tầng khuếch đại mà mình đã học từ buổi trước rồi, nó ghép lại với nhau thôi. Đấy nha, trước tiên này, tôi có con transistor T1, đây, tôi gọi có một tầng khuếch đại là gồm các phần tử này, R1, R2 này, transistor T1 này, RE1, RCE1 này, RC1, đây, CP1 và CP2, đây là tầng khuếch đại 1. Đây là từng có khuếch đại 2, có R3 này, R4 này, RC2, RE2, CP3 và EC2, CE2. Hai từng này được ghép với nhau thông qua con tụ điện CP2. Người ta gọi đây là ghép điện dung. Từng 1 này, từng 2 này, ghép điện dung này. À vậy nhìn vào cái sơ đồ này, các bạn nào thử cho cô biết T1 là mạch mắc theo kiểu E chung hay là C chung nào, hay là B chung. Tương tự T2 là mắc theo kiểu gì? Cho cô gặp bạn Lương Công Quốc đi, Quốc ơi. Đấy, cái gì mà? Cô là T1. Ừ. Tôi còn T1 là mắc theo kiểu Y chung. Còn T2 là mắc theo kiểu C chung. T2. Đây là T2, đây là UZA này. UZA tải được lấy trên cực nào hả Quốc? Được coi là cực C. Ừ, nếu mà mắc U ra tải mà lấy trên cực C thì nó là E chung hay là C chung? E chung. E chung, đúng nhỉ? Như vậy cả hai từng T1, T2 đều mắc theo kiểu E chung. Cô cảm ơn bạn Quốc nhé. Đúng rồi, hai từng T1, T2 đều mắc theo kiểu E chung và được ghép với nhau thông qua tụ C3.
À, vậy khi tính toán tham số của mạch kép từng này thì chúng ta tính toán như thế nào? Các bạn biết rằng tụ CP, tụ là nó không cho dòng điện một chiều đi qua, tức là nó cách ly hoàn toàn về chế độ một chiều. Chế độ một chiều giữa thằng T1 và T2 không ảnh hưởng với nhận đến nhau. Thế nên khi tính toán mạch khuếch đại, khi tính toán cái hệ thống khuếch đại này ở chế độ tĩnh, tức là chế độ dòng điện một chiều ấy, thì chúng ta có thể tính riêng rẽ từng từng một, vì nó không ảnh hưởng gì sang nhau cả mà. Chúng ta có thể tính từng một riêng này, từng hai riêng này, dựa trên các tham số của mỗi tầng. Còn khi tính toán xoay chiều, khi tính toán các tham số xoay chiều, ví dụ như trở kháng vào, trở kháng ra, thì chúng ta sẽ chuyển đổi sơ đồ tương đương của cả một hệ thống. Sau đó thì chúng ta sẽ rút gọn sơ đồ và tính toán các tham số theo yêu cầu. Lưu ý nhé, khi tính toán ở chế độ xoay chiều, tức là tính toán bốn thông số đấy, trở kháng vào này, trở kháng ra, hệ số khuếch đại điện áp và hệ số khuếch đại dòng điện, thì chúng ta phải biến đổi cái sơ đồ này thành sơ đồ tương đương. Sau đó thì rút gọn sơ đồ và tính toán các tham số theo yêu cầu. À, vậy giờ thử biến đổi sơ đồ tương đương. Ta rất đơn giản thôi, bây giờ cái thằng T1 này chúng mình đã học lấy mạch mắc theo kiểu E chung rồi, thì chúng mình biến đổi sang sơ đồ tương đương thằng của thằng T1. Sau đó thì ta lại biến đổi sơ đồ tương đương của thằng T2. Đây, ví dụ như đây nhé. T1 đây. Đây chính là mạch tương đương của T1, đúng nhỉ? Gồm hai con transistor này, T1 này. Thì gồm RBE1 mắc nối nguồn dòng IC1 này. Ngoài ra chúng ta còn con điện trở RB1, điện trở RC1 nữa. Ok chưa? Rồi, đây là con T2 này. T2 này gồm con RB2 này mắc nối tiếp với nguồn dòng IC2 này. Chúng ta lại còn có điện trở RB2 này, điện trở RC2 và RT. À, sẽ có bạn thắc mắc là cô ơi lúc nãy có điện trở RE mà. Đúng nhỉ? Chúng ta thấy có điện trở RE1 ở đây, có điện trở RE2 ở đây. Tuy nhiên CE1 bị ngắn mạch rồi. CE2 bị ngắn mạch rồi. Tức là RE1 và RE2 cũng bị ngắn mạch luôn. Nên là trong sơ đồ tương đương không còn RE1 và RE2 nữa. Đúng nhỉ? Lưu ý cho cô nhé, cái RB1 đây này. RB1 đây này là cô tính toán thay thế của R1 và R2 đấy. R1, R2 mắc song song với nhau mà. Nên cô thay thế bằng RB1 cho nó dễ. RB1 chính là bằng R1 song song với R2 này. RB2 chính là R3 song song với R4 này. Ở trong mạch này chúng ta còn thấy hai phần tử nữa, đấy là RL và CL. Đây là hai thành phần lọc, mạch lọc ở trong hệ thống khuếch đại kép tầng. Nên là khi tính toán chúng ta không cần quan tâm đến nó nhé, vì giá trị của nó lớn hơn các phần tử kia rất là nhiều. Ok chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã chuyển được sơ đồ tương đương của cái thằng mạch của cái hệ thống ghép từng hai từng khuếch đại này thành sơ đồ gì đây, vật lý như trên. Ok chưa? Chuyển như là sơ đồ tương đương như là các mạch khác thôi. Rồi, cách tính toán như sau. Đối với trở kháng vào của mạch là trở kháng vào của tầng đầu tiên. À, trở kháng vào của toàn hệ thống là trở kháng vào của tầng đầu tiên. Đây, đây chúng ta có hai tầng. Trở kháng vào của tầng đầu tiên, đây chính là RB1 mắc song song với RBE1. Ok chưa? Rồi. Trở kháng ra là trở kháng ra của tầng cuối cùng. Đây, trở kháng ra của tầng cuối cùng là gồm RC2 song song với RT. RC2 song song với RT. Vậy chúng ta dễ dàng tính được hai thông số rồi. Bây giờ chúng ta tính hệ số khuếch đại điện áp nhé. Rồi. Chúng ta có hệ số khuếch đại điện áp này. Đây, hơi lằng nhằng một chỗ này một chút thôi, nên các bạn tập trung lên đây, cô hướng dẫn cách tính hệ số khuếch đại điện áp của mạch ghép ghép theo kiểu điện dung nhé. Cô phóng to cái hình lên cho các bạn thấy này. Rồi. Hệ số khuếch đại của mạch theo định nghĩa thì bằng U ra trên U vào. Cô đồng ý. Ta lại có này. Đầu ra của thằng 1 là đầu vào của thằng 2. Tức là điện áp ra của thằng 1 là bằng điện áp vào của thằng 2 chứ gì. Ok chưa? Bây giờ này, cô thấy điện áp ra của thằng 1 này. Điện áp ra của thằng 1, các bạn để ý đây là thằng 1 này. Thằng 1 này
Điện áp tại chờ rơi trên RC1 bằng điện áp rơi trên RB2 bằng điện áp rơi trên RBE2 chính là bằng điện áp tại điểm này chứ gì? Tại điểm cô trò trò cô chị này. Đúng nhỉ? Mà tại điểm này chính là bằng IC1 nhân với trở kháng tương đương của ba thằng mắc song song. Đúng nhỉ? Đây, điện thế tại điểm này chính bằng dòng IC1 nhân với trở kháng tương đương của ba thằng này mắc song song nhau. Đồng ý. Rồi, mà trở kháng điện áp vào của thằng tầng 2, thằng T2 điện áp vào này chính là bằng dòng IB2 nhân với RB2. Đúng không? Điện áp tại điểm này cũng chính là bằng điện áp rơi trên RB2, mà điện áp rơi trên RB2 bằng thằng IB2 nhân với RB2 theo đúng trục đợt ôm. À, mà thằng IC1 nó lại quay hướng này, thằng IB2 nó lại quay hướng này, nên cô phải đặt dấu trừ ở đằng trước. Từ hai biểu thức này cô sẽ rút ra được cái biểu thức tính IB2 sẽ bằng cái vế này chia cho RB2 chứ gì? Chia cho RB2. Ok chưa? IB2 thì cô thay thế bằng IB2 này sẽ bằng này biểu thức vế phải vế vế trái này chia cho RB2. IC1 thì cô thay thế bằng HFE nhân với IB1. Ba thằng này song song với nhau. Đây là biểu thức này. Đây là cái thằng này. Đúng nhỉ? Đây là cái thằng này. IC1 thì cô thay thế bằng HFE nhân với IB2. Còn RB2 là thằng này. Cô tính được IB2. Ok chưa? Biết được IB2 này. Mà ta lại có UZA này. Tính... Ta lại tiếp tục có này. UZA này. Thì chính là bằng trừ IC2 nhân với RT phẩy. Đây, UZA này. Chính là bằng IC2 nhân với RCC2 này chứ gì? Đúng nhỉ? URA bằng điện áp rơi trên RC2. Tức là bằng IC2 nhân với RC2. Nhân RC2. Đúng không? Mà cô thay IC2 thì bằng HFE nhân với IB2. Nhân với RT phẩy. Từ đây cô thay IB2 ở biểu thức trên vào này. Đây, IB2 bằng cái này. Bây giờ cô thay vào đây. IB2 đây. Chính là cái này. Thay vào thôi. Thì cô sẽ lập được tỷ số giữa U ra trên U vào. Chia cả hai vế này cho U vào thì cô sẽ có KU sẽ bằng hệ thức này. Ok chưa? Rồi, về xem lại nhé. Về xem lại cách tính của cái hệ cách tính hệ số khuếch đại. Các bạn cứ áp dụng từ nãy đến giờ cô chỉ áp dụng một định luật ôm thôi đấy. Với là công thức định nghĩa của hệ số khuếch đại này. U ra, à KU bằng U ra trên U vào. Rồi dừng lại một chút nào. Các bạn nào không hiểu cách tính hệ số khuếch đại điện áp không? Không hiểu chỗ công thức nào để cô giải thích nào. Đây nhá, cô chiếu lại cái lúc nãy này. Cố gắng theo dõi một chút đi. Nếu mà không hiểu chỗ nào thì cô nói lại cho. Được không các bạn? Nói lại cái U B tính UB2 này á. UB2 ở đây UB2 nhé. Nói xong mày nhé. Từ này. Các bạn nhìn này. UV2 này. UV2 tức là ý cô muốn nói là điện áp ở đầu vào. UV là vào mà. Điện áp đầu vào của tầng 2. Các bạn đồng ý là điện áp đầu vào của tầng 2 là bằng điện áp đầu ra của tầng 1. Biết thằng này là đầu thằng kia mà. Nên điện áp ra của tầng 1 chính là bằng điện áp vào của tầng 2. Vậy điện áp ra của tầng 1 này là điện áp tại cái điểm IC1 đây cô đang để đây con chuột đây này. Điện áp tại điểm này thì có phải bằng dòng đi qua nó nhân với trở kháng tương đương của ba thằng này không? Đúng nhỉ? Điện áp tại điểm này chính bằng dòng IC1 tức là điện áp ra của tầng 1 đấy, chính là bằng IC1 nhân với trở kháng tương đương của ba thằng này. Đây trở kháng tương đương của ba thằng này.
Còn điện áp vào của tầng 2 này là điện áp rơi trên RB2 thì bằng IB2 nhân với RBA2 theo đúng định luật ôm thôi. Từ đây cô rút ra được IB2 thôi. Vậy bạn vừa hỏi bạn không hiểu chỗ nào, bạn không hiểu cái biểu thức ở trên hay cái vế trên đầu tiên hay là vế thứ hai? Vế thứ hai là cái vế bên trước rồi. Cái vế trước, đây là điện áp ra của tầng 1. Điện áp ra của tầng 1 thì điện áp ra của tầng 1 thì mạch mắc theo kiểu E chung thì mình tính nhiều lần rồi, chính là bằng dòng IC nhân với trở kháng tương đương của mấy thằng đằng sau. Bây giờ nếu mà em thay thế một con này bằng một con trở kháng tương đương đi, một con trở T phải đi, thì em sẽ thấy là cái điện áp tại đây chính là bằng dòng đi qua nó nhân với trở kháng tương đương của nó, chính là trở kháng tương đương của ba thằng này mắc song song này. Ở trên là cô tính trở kháng tương đương của hai thằng trước, sau đó cô lại tính trở kháng tương đương của một thằng nữa. Cho nó thực ra là trở kháng, đấy là tính trở kháng tương đương của ba thằng song song với nhau đấy. Ok chị em nhỉ? Dạ. Ừ. Rồi nhá. Cái biểu thức bên đây thì có bạn nào không hiểu không? Cô chỉ thay IB2 ở bên kia vào đây thôi. U ra thì bằng trừ IC2, giống như đây này em này. Cái biểu thức này này, giống như cái thằng IC2 này. Điện trở tại thằng IC2 thì bằng IC2 nhân với RC2. Thì cũng tương đương như điện trở tại điện áp tại này thì bằng IC2 nhân với trở kháng tương đương của thằng này. Nếu mà cô nói ba thằng này cô thay thằng bằng một cái điện trở RT phải, thì có phải là điện áp tại đây bằng IC1 nhân với RT phải không? Cũng giống U ra, điện áp tại U ra đây IC2 thì bằng trừ IC2 nhân với RC2 này. Đây. Ok nhá. Như vậy phần còn nữa này là cô nói về cái mạch khuếch đại mắc theo kiểu trực tiếp. Kết theo kiểu trực tiếp này. Tức là ở đây chẳng hạn cô có 3 tầng khuếch đại T1, T2, T3. Cô ghép trực tiếp với nhau. Đầu ra của thằng này, của thằng 1 là đầu vào của tầng 2. Đầu ra của tầng 2 là đầu vào của tầng 3. Ghép trực tiếp không thông qua cái gì cả. Thì người ta gọi đây là phương pháp ghép trực tiếp. Phương pháp ghép trực tiếp ý, thì nó có một ưu điểm là ví dụ như là nó tiết kiệm so với thằng máy biến áp là nó không cồng kềnh, đúng nhỉ? Rồi, nhưng mà nó nhược điểm của nó là gì đây? Nó không có thể cách ly về chế độ một chiều giữa các tầng nữa được. Đúng không nhỉ? Thì đối với phương pháp ghép trực tiếp ý, cách tính là như thế này. Đối với chế độ xoay chiều thì các bạn sẽ tính riêng từng hệ số khuếch đại từng tầng 1. Ví dụ tôi tính hệ số khuếch đại của tầng 1 là K1, hệ số khuếch đại của tầng 2 là K2, hệ số khuếch đại của tầng 3 là K3. Xong hệ số khuếch đại của toàn mạch thì bằng K1 nhân K2 nhân Kn, v.v. Trong đó tổng trở vào của mạch cũng là trở kháng vào của tầng đầu tiên. Tổng trở kháng ra của mạch cũng là trở kháng ra của tầng cuối cùng. Còn hệ số khuếch đại điện áp thì rất đơn giản như này thôi. KU thì bằng KU1 nhân KU2 nhân KU3. Mà đối với từng mạch thì ví dụ mạch mắc theo kiểu E chung thì chúng ta đã có công thức tính hệ số khuếch đại của mạch mắc theo kiểu E chung rồi. Mạch mắc theo kiểu C chung thì chúng ta đã có công thức tính cho kiểu C chung rồi. Thì chúng ta cứ thay công thức vào chúng ta tính thôi. Nhá. Rồi dừng lại một chút này. Như vậy là nội dung bài mới hôm nay này, ngoài chúng ta tiếp tục cái phần bài cũ làm mạch mắc theo kiểu C chung và B chung, ở hôm nay cô giới thiệu cho chúng ta hai phần mới, đấy là nối từng khuếch đại. Nối từng khuếch đại thì có nhiều phương pháp, tuy nhiên cô chỉ trình bày cho các bạn hai phương pháp là phương pháp ghép trực tiếp và phương pháp nối tụ điện. Đúng nhỉ? Với lưu ý cho cô, đối với phương pháp ghép điện dung thì các bạn phải thay thế toàn bộ hệ thống thành sơ đồ tương đương. Sau đó thì các bạn rút gọn sơ đồ và tính toán các tham số dựa trên sơ đồ. Còn đối với mạch khuếch đại ghép trực tiếp thì bạn có thể tính riêng rẽ hệ số khuếch đại của từng tầng. Sau đó thì nhân các hệ số khuếch đại của các tầng này lại ra hệ số khuếch đại của toàn mạch. Lưu ý trong cả hai phương pháp, tổng trở kháng vào của mạch là trở kháng của tầng đầu tiên và tổng trở kháng ra của mạch là trở kháng của tầng cuối cùng. Ok chưa? Đấy là toàn bộ nội dung của cái buổi học hôm nay. Rồi, bây giờ có bạn nào có câu hỏi nào không? Để chúng ta cùng thảo luận nhé, để làm rõ hơn vấn đề nào. Cô rất hoan nghênh các bạn có câu hỏi ấy.
thì cô mới hiểu được, cô cũng biết được là các bạn có hiểu bài hay không ấy. Rồi nếu mà bây giờ mà chưa ra được câu hỏi nào ý, thì bây giờ là sau khi cái video này nó Gmail nó ghi xong này, cô đưa lên YouTube rồi cô đưa lên, các bạn nào mà có vấn đề gì khó hiểu thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với cô qua Zalo nhé. Ừ, ghép trực tiếp thì không cần phải chuyển sang sơ đồ tương đương, tức là không phải là nó không có sơ đồ tương đương mà là không cần phải chuyển sang sơ đồ tương đương, Minh Tiến ạ. Em chỉ cần tính hệ số khuếch đại của từng tầng thôi. Hệ số khuếch đại của từng tầng thì em đã biết rồi. Đúng nha. Rồi em nhân lại với nhau thôi. Ok nha, cố gắng về xem lại bài nha. Thời gian còn lại cô thử điểm danh này xem là hôm nay thiếu rất là nhiều đúng không nha. Thiếu mười mấy bạn cơ. Quang Anh có không? Dạ. Rồi Bảo Châu, à Bảo Châu học lớp kia, Quốc Cường. Thì có cô. Úc Duy. Úc Duy vắng. Thế Hào. Dạ có cô, có em cô. Minh Hiếu. Ừ, Minh Hiếu. Nguyễn Minh, à Lương Minh Hiếu. Dạ có cô. Nguyễn Phúc Duy nhà cô ơi. Nguyễn Minh Hiếu. Dạ có cô. Úc Duy lúc nãy sao cô gọi mãi không được? Dạ lát đấy cô ơi, bật mic mà không lên cô. À ừ. Còn Chi Hô. Dạ có. Huy Hòa. Huy Hòa vắng. Minh Hoàng vắng rồi, Phi Hoàng. Dạ có cô. Quốc Hùng. Quốc Hùng vắng. Xuân Hùng còn đây không em? Dạ có. Cô em có cô ơi. Hẹn em lát. Ừ ừ. Chiến Hữu. Dạ có. Ngọc Huy. Cô có. Gia Huỳnh. Dạ có. Xuân Kế. Xuân Kế vắng. Quốc Khánh. Dạ có cô. Minh Kiệt. Kỷ Lịch. Kỷ Lịch vắng. Trọng Long. Có. Trọng Nghĩa. Đỗ dạ, Trọng có Nghĩa. Cô. Có cô. Trần Hiệu Nghĩa. Trần Hiệu Nghĩa có không em? Vâng. Võ Văn Phi. Có. Thanh Phong. Thanh Phong vắng. Minh Quân. Minh Quân vắng. Trọng Quang. Vắng. Công Quốc còn đây không em? Dạ có không? Minh Quý, Phạm Ngọc Minh Quý. Dạ có. Trúc Quỳnh. Dạ có cô. Ừ, Hoàng Sơn. Ngô Lê Hoàng Sơn vắng. Nhật Tân, Đoàn Nhật Tân. Vắng. Minh Tân. Dạ có em cô. Trọng Tấn. Ừ, anh Nguyên cô điểm danh rồi nhé. Trọng Tấn. Trọng Tấn vắng. Thế Hào. Rồi. Tạ Tây. Có không? Huỳnh Thái. Có không? Minh Thắng. Minh Thắng vắng. Viết Thắng. Dạ thưa cô có. Ngọc Thắng. Dạ có. Long Thiện. Phan Long Thiện. Dạ mic của nó bị lỗi không mở được cô, để em kêu nó nhắn tin Zalo cho cô ạ. Quốc Thịnh. Dạ có cô. Minh Tiến. Dạ có. Xuân Trình. Dạ có cô. Minh Tú. Thanh Tú. Dạ có. Anh Tuấn. Quốc Việt. Có cô. Có cô. Ừ. Hoàng Vinh. Dạ có cô.
Ừ. Văn Vũ. Có cô. Nguyên Vũ. Dạ có cô. Huy Vũ. Dạ có cô. Trung Ý. Trung Ý lại đi đâu rồi? Được rồi. Phước, cô điểm danh rồi Phước nhé. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta vắng rất nhiều, có thể là do buổi tối các bạn không đi học được, đúng nhỉ? Nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm thôi, vì cô học cái lớp lý luận chính trị đấy, cô học 1.5 năm cơ. Thế nên là có lẽ là nguyên cả kỳ này thì chúng ta phải học cái này buổi tối, rồi chỉ hôm nào mà cô được nghỉ học ấy thì cô mới có thể dạy các bạn buổi sáng được. Ví dụ như hôm qua cô được nghỉ học cái lớp kia, thế này cô được dạy lớp đấy buổi chiều. Ừ, bây giờ cô sẽ up cái video giải hai bài tập này. Và cái phần bài tập của cái phần bài tập nối tầng khuếch đại các bạn và mạch mắc theo kiểu xây chung ấy, cô đã đưa lên mạng rồi đấy nhá. Hạn nộp là bắt đầu từ ngày mai, thời điểm nộp là bắt đầu từ ngày mai cho đến thứ tư tuần sau, nên các bạn cố gắng làm trước trước nhá, trước khi mà trước khi nó hết hạn ấy. Những bạn nào mà làm không hết hạn là cô không ấy được đâu, cô không chấm điểm được đâu nhá. Rồi, bây giờ tạm thời hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé. Cô. Thưa Thịnh nói đi em. Buổi trước cô đến danh nói em bán hai buổi đó cô. Cô lại... Buổi trước thịt đúng không? Buổi trước thịt này. Rồi, em không phải là bán hai buổi Thịnh ạ. À, hôm nọ là cô khoanh tròn tròn rồi thì chắc là vào muộn à hay sao? Em nhớ là bữa học buổi phép là cô kêu em trả lời cái phần phân cực xong em trả lời không được cô xong... À ừ để, cô sẽ để cô xem lại cái bạn Thịnh này cô khoanh tròn rồi nhé. Được rồi, bây giờ các em ộp ra đi, chúc các bạn buổi tối ngủ ngon nhá. Cô nhớ làm bài tập nhá. Ừ, nói đi Tân. Ủa vậy là giờ mình ngày nào tuần nào mới học buổi tối đó cô? Ừ, nếu mà có thay đổi ấy, thì cô sẽ nói nhá. Tại vì còn phụ thuộc vào cái lịch học của cô ấy nhá. Cảm ơn. Nhớ làm bài tập đấy nha. Ừ, chào các bạn nha. Ừ, cố gắng làm bài tập nha. Chúc các bạn. Bye bye.